Before come, I'm say not very good, Gunja. Can I know no good you that dog the Knong room? Joe the dog with Bassana and Dickum Jah, Luta Knong Jet, in my mind, I've always before having before coming into Buddhism, my mind always been. Always, I was aware that the mind is always jumpy. After the coming here, I realized that. And having practiced a bit of Dharma, I've come to learn to control and focus on inner mental thoughts and thought processing more often. So as a result, I find that in daily life, I've more contemplated on inwardly reflections, like anything that arises. So my mind tend to anything that arises that I'm like. Let me rephrase this again. It's like once the now that I've come to realize it, everything I do is based on inward reflection. So, and I'm content with just being within the mind. And so as a result, a lot of the activities I do outside, I don't focus much on to the outside activity as much. And maybe at some time it can portray to others that maybe I'm not too involved with anything beyond like that sort of connection, because I'm just content being myself in myself. And also, even though I am in the presence of other people, I feel I am content just being with them without having to respond or talk, because I'm happy or just content being there. And the question I would like to raise is that, and then I had a feeling, maybe unsettling feeling, that sometime it can give a wrong impression to other people of my intentions, and so they may think I should not think about much onto what how they should think of my behavior. But just the other day, and he was talking about that we should come into society, like as a human, we should still come into an environment and can still say hello and greeting. And because you know that talking without a purpose, without benefit is no point for conversation to me. I would like to speak when there is a necessary to speak or something like that. And so when I hear him say that, sometime you come into society, you greet people, and you say about the weather, it's good to do that. But then I feel like my nature now is so much inward, I can't alterate that that way. And am I following the wrong path, or should I be training myself to accept and embrace everything? And also I want to question, is this part of Gaya Payog, Vijay Payog as well? Please, can you please enlighten? Thank you. Okay. Nhìn nhôm vô lõ hả nè. Vì muốn đại mình toàn ban màu và để bật đảm mà nâng chật nâng bị chậm bị lột nên là phần tay đó là pro thì bật và dạ về máu hạ đôi chi bị chồng trong isolate vì sừng cung chân chứ đâu là nè nông này nè I think it's just the beginning, it's like that.
tập chẳng ngay vì trâu vì ở toàn mình là balance chẳng á dân ở toàn khơi như sự hiểu vẹn nâng tam sự cái đấy bật nó lao gì group tập khnì nè đài chô thô tập bốn à tham á nó còn chẳng hay nè đài tham á bà riêng còn chẳng này tập bốn từ bốn đời xa bản nhà dân về đầu tuấn dân tụt chỉ muốn năng ca vô sự thi từ bốn nâng vì ở toàn ban chứ ngà ca thăng thay nâng lùm nâng chặt nâng vì ở toàn lòi ưu tiên họ mà lực đường mùi nhiều mình nè để quạt mà riêng cho mùi thoải quạt còn nó đắp từ bốn vì ca le vì say có thở hút phần đi đã chưa chẳng á còn chụp chụp thôi hay cả nó gọi toàn miền chào rồi ai ở trong mình mà thằng hiền tích tiết hiền tích tiết là có thằng ót đấy tụ bày miền chào gọi chụp đấy còn thằng chặt có ta chụp chụp là chăm tích tiết mà phải thằng hiền tích tiết con nó tập cái có thằng ót đấy bị môn ót đằng à lâu đăng hơi mau tại anh tổ vinh tại anh chị ba nữa chị ba chưa này mà thằng tích tiết đó thằng tích tiết đó đang tích tiết tao rồi chưa này qua cả lăng tổ bốn về chẳng này phê cho đang kinh chẳng nấu bê đai bản nhà cả tục chỉ mùi nước sật thiê nữa à lẽ cả nạn chẳng chỉ lẽ cả nạn sật thiê khăng tổ bốn mình tu bản nhà khăng này tu sật thiê khăng đó chẳng tới vì ai thua ở dân vô cho lõm khuôn ai chẳng á ai ở dân vô cho lõm khuôn khuôn ai ưu tiên họ đôi chờ vì khó pram rồi lúc tớ bạc để bạc thuốc nông bì đọc bê lúc nào có lại ngọp hay lúc canh đập bạc môi gầm siêu tức môi chẳng tớ chẳng tớ bị ngọp á đập bề chôm chôm cái nước lục xua cái này áo sói nông miền khăng này nông miền rìa kẹ này ọt chụp bàn anh khăng miền này thôi khăng nó nằm đây nghe vì tiếp ọt trâu tiếp ọt trâu ấy miền rìa kẹ miền toàn hại đây với ọt cho miền anh chó bà bạt cái chà mây cũng xíu mây nông đây nè chẳng có cơ thể ô dương chọp à nâng ở vì ai chẳng á khơi ngọc chân có cho máu tôi phải cùng bọn thà vì khổ cho lòng thôi ai tử bởi khám hỏi xin ở non bạp tử tôi đó khơi sợi sợi tùm sạp cái dụ tôi bỏ cho sạch nó xa đó miền vì khổ khá anh chụp mọt ngu xa đó ấy rìa kia cả đó khám hỏi nó vừa xôi xôi à hay bọn mấy ôi anh mà hết khám hỏi chân mấy cả tù mà nó dân lục lư kia tụi mình tụi mà nè ao sao ấy nhưng toàn ọc kỳ lệ bạn đó dân cho lòng mình chẳng ôi ta tập bồn nè tập bồn chẳng thamai ọt ọt thai dân mấy chị tập bồn trở tình chẳng được mình khá được gọt vô thua tập bồn đạch khát chẳng á thành tí tí tử à nâng cầm lăng sợ thi về lột tập bồn vấn tay nâu bê đại bảnh nhá đại khơi chứ ba tụi đó sập hiếp thơm ở đây này thơm ở chiến á dân nâng thơm mà đà với nhỉ vì bố ấy vì bố cục giang sao ta thơm mà đà tổng ạ hay ta càng dân phát mình này ta dân nẹ mình thơm mà đà vì bố à rõm tiền lái đề cát láng sốt tệ thơm mà đà tụi bây kinh dây rương ấy cả đời nè tụi bây kê bố rà nê bì à ca sốt thiết dân ọt chăm bách tụi đô à rõm nâng ấy nô bê đê bà nhà về cá đó nè vì bố vì chưa xâm lệnh ta cái nế vấn nè, nấu bên nâng mấy cơ dân kết thà nhóm đứa ở trong sạch đạp tới ảnh nâng bởi mình thua sạch đạp ấy tức là ảnh nâng cầm lăng sạch thiêu việc bọc màu đi mình tua bà nhá đấy nế cầm lăng sạch thiêu việc bọc màu ở dân chỉ đạp là nâng thua ở dân tờ thấy nhé bởi bởi dây lư kì dây đam kì lư kì chê lư kì ấy mày nè à lạc gì mùi về mỏng nâng bên đây là tu bản nhã thân vị pa sơn nam bên tây nâng về ở toàn cả thân sự tập thân về ở toàn cả
bởi tu vipassana về cả lớn về chụp rơ hà rõ mày chụp rơ hà khánh nế nếu bế đại bộ ông bình dồn bìa hì dạ thà mạch tích thê tích thà mạch tăng phở vi sạch tệ nếu bế đại ca khơi cả lớn vì miên trâm tay chỉ ca khơi chẳng nó không nâng ọt chạy thà khơi là ọ khơi nhạc rõi tệ khánh nế lỡ có bán, à có bán, vì visible object. Visible object means something that we can see through our eyes. Chân all visible objects always comes through our eyes door. It's the function of chakho vinyin. Vì chia function robot chỉ càng nghĩa robot chạ khổ vĩnh nhìn no I no somebody else it just chạ khổ vĩnh nhìn that happen and then falling away repeatedly để cao là hơi rồi lột tử vĩnh dàng chạp đó ha sợ tệ con tệ đắng sợ tệ con tệ đắng chùm phúc ca cao là nấy chạ khổ vĩnh nhìn nâng hai co rồi lột this is only one way. Chẳng dân ai luôn nói không sừng cung thầm mà đà, chưa môi cồn, chưa môi bật đầy, chưa môi say say thầm mà đà. Dân mới chỉ vứt thầm mà đà rồi bỏ ở đây giờ bộc cồn. Hãy nhận nhôm đại chế tập tô lục sắc vô bộc bốn này, mau bị ăn vô thua là ngay. Ê, mày có sắc vô bộc bốn chứ? Ba chỉ bảy hòn sắc vô bộc bốn là đang chầm chầm mẹ này, em bật thôi chôn sắc vô phun bên đây chứ ngon, à tua cái này trong bàn phun bên đâu à, software nó toàn uninstall không, à software trong bàn phun nữa, nữa à, bên đâu, thôi mà nè, lưu dây visa khá khơi cho bác sẽ trả thua thân nặng đồng bố mà dụ mà, bớt cho nè. Ai bị dân cứ đổ ngọp hói khơi thù hay tôi vô vào đây màu bị khơi thù nâng hãy bàn vô nâng cô biết thòm mặt đà cái nế nế khơi thù giang canh chạy sử mụ tì dạ thòm mèng sập quần tăng nê đồ tà thòm mặt đệ thòm mặt chết nà cao chứ thòm mặt đá thòm mặt chết nâng rồi lật tử vinh thòm mặt đà dân thòm mặt đá chứ mùi vỉa nâng này lúc ăn miếng trích ấy, ở đây giờ bọc ăn miếng trích, ăn miếng pretending ấy, ăn miếng ô, à cái này nó nhộng ăn cối thực tầm tầm thừa anh, ăn ăn miếng chăng món á, à mấy chăng món á, bị khăn mấy chăng chăng món á, chăng freedom maintain cứ chăng, ấy thà đăng luôn anh này, vì muốn thà pretend đây nè, à pretend miếng cầm niệm nó bê thơm à tê xô ná thơm à trâu trâu cụ thật trâm trâu xông bay tạc cả hém nó thơm ớt hết ôi bị chênh tam tà ná đi cứ chương thơm mách ôi bị xóm tăng bình là lợc ác văn à cái phát tức nó kì trâu lợc mách cái kì thơ trô mách cái thơ mà sao đập hiệp thơ à tà bố nó cứ thật thơm mách chong perfect mòn chẳng chẳng ơi cá nâng I focus how I look like cá nông á nè cứ chẳng ơi mơ mơ khởi mệnh but now I focus on how I feel it's different how we look like nâng bà á nâng bằng pinh phân hệ kê có vấn đề đó how I feel anh đang dừng khẩn là kết tha khó rước trâu chi diêm đôi thầm anh dây chứ bởi xin dịch mà chi diêm này dây đòi kết tha ta cái chô chất màn cái sạp màn, cái khăn màn, cái chê màn dừng nó không xâm biệt có vấn đề mơ thả ta try the best rước ọt nó bởi để dừng vô trâu nữa anh dừng try the best thì dìm ở việc ổ chất
đầm bay phơi nắng trâu đó hay tất cả na dân dân vô sầm piết bị cào mà đã đập buôn đom mà phơi sam sầm nẹt chăng chê dân tầm mắt dân oxy đầy sọc linh mẹ nè dân cháu nẹt để con tro dân ô tê hà lơ mà nẹt ở đâu thà sam sầm nẹt chả nè à phơi bầm buôn nẹt ngộ các bạn trâu à mà nẹt ắt trâu chê dân mòn dân cháu mà phơi bầm buôn nẹt dân tôi chạp vô mà nẹt một sầm piết một đạn sầm piết dân mẹ nè à nâng hào chân tập lập màu sầm đồ bên thà vì chỉ cà bứt có chia riêng bát vị sáu để mà tập lập hay thêm tiếng pê nữa xôm bay chỉ vứt còn mà ắt cật đấy nó bây giờ chỉ đặt là tập bốn á khăng chăng nâng à anh giấy nàng giấy ấy đây đã đây để chan có tha em bán này giấy từ trăm trâu chăng à tập bốn chăng anh nâng cầm lăng sợ thì về khăng nâng à có vấn đề nó phải để bản nhà nó về làng bản nhà nó về vô đằng căn để tràn làng tràn làng và có chỉ dân ai ru hơn nơi group area bọt bàn chẳng bàn thay vô tha dân đang kết tham mấy cái đôi bộ quân cọc cả đại mật mẹ nè dân và bạn kết à và đấy chỉ nè bỏ bàn sạch hay quát chỉ bộ quân rồi bỏ nè bỏ bàn sạch hay quát chỉ ở đây giờ bốc cool cái này đam bay đam ấy ở đây tâu hay bây giờ chúng các khán xa sẽ lót đam bay ở đây tiếp à mẹ nè nấu bê đai mà nấu yol pi sa chạ thô mẹ tên chỉ vật cứ very simple thông mà đà nè no better where you are nè what you do cứ thông mà chia tầng ở sợ chút mà chân chân em sừng kẹt mới từ ao từ dân đâu từ thanh này à cái nạn đi mình xò mày à cái nạn đi bạn ai chìm ran bản nhà bạn cái nạn đi rước cái chìm môi đạn đi chìm môi đạn nữa mấy nay tha tu bản nhà thanh nạn sự tập thành bản sanh vi ở toàn vơ cái dân mờ chia thom mặt đá dân trong chuột từ đường là o mày nấy có bàn tay nẹp bắt được bắt thua khác lúc bắt ra chuột từ đường là khó vì pru đường là o với mình và bạn từ tu thế mình chăng lục chọn hạt chất lô ưu tiên họ đôi đôi ở phần nè thưa má role model bọt má cứ phần nè nâng xa vệ tầng ớt xa vệ tầng ớt mà vô chỉ role model mình ai đó lên chỉ role model để thưa má vô bàn khá mình vô bàn tầng ớt ấy vô bàn khá hay chụp chỉ nâu bê lục nâu chia bật thuật chôn nâu lời sau cầm nát lúc nó phù mìa bọn nạn nó trong nạn lộ nông phù mìa lục lia bria sa ma sam put từ sọc nông ấy bọn ông tháng bọn nạn lư tham anu nâng sọc nông mọt ca chạy nè mọt ả cọ chê sa mẩn nạn mần chê cổ rục tê nạ anh tâu đa bàn lục thố đôi trâu chân nào chân chân lục thạc bàn tự cả lại hạt chật à thế nhé xí ở rơi nè crap tu bỏ ông tha bỏ bật bỏ ông đã chìm rán bậc kỳ trầm ta chê tê kê nâu là o chả rán á bố kê một toàn vô đông thơm hoa cúp riêng rô sức đây là o nông mà nữa kê ở toàn vô đông đấy đông thơm hoa cho nhóm bỏ ông nhưng kê khả nà chê nông miền chư ấy chư nà dân chập bịa nông ta nâng lô ở toàn chê rây bỏ cố lên á tay lô tha đốt bàn tư gà lãnh trên chẳng đặt tí bíp ông thầy chứ bởi kì mình trầm ta chê lô ta cái cục nâng đông thơ mò nâng đông đầy tử bàn lô thắng bà bật vào ông ấy bà bàn chân mến cái nó là o tiết vô cục bây giờ ngay cuồng kịch bàn khá ấy cho lô ta kì mình trầm ta cục đông thơ mò kì vô ta bóng vầy tử cứ tức đến đâu là o khá vô kì mình toàn xâm lập vì dùng bìa bìa chăng mến mến chè thái này mùi xâm lạp mùi khẩm mà vây hãy bàn rồi nhưng chứ bởi cái trom bán thì tiên đào tiên sát ra cặp và hà co này anh thì tớ bàn lúc tháng à rây bộ cô tầng lái lúc thôn tròn nâng à bàn chạc hàn đi đôi xạ sọp chạy chòm co chăng lúc chọn để thà chua cái cặp và đạch viên tầm mong tớ bàn là viên trâu
Khi ông bỏ ban chẳng bạch chuôn. Bạn mà rôn một đó, mà vô ta sắp tập bốn thế ná. Tập cái chế tao nữa. Nên là cái nâu lọ đai đúng không? À lên đông thơm đông đánh toàn bất thân hát. Vẫn là bởi vì một chút cầm đang thơm mấy đây. Nói dương khả năng thơ, dương ọt bất thân hát. Mình là cầm rạch dương, dương stông á ná. Stông, mà stông ban thơm sầm đầy. Chật mát mà stông ban thơm sầm đầy. Nè. Chẳng bàn phê mà tôi bởi riêng á. Ôi tôi lưu cái lại nạc lăng mà tôi nồng. Tôi stông chẳng nên nẹ cầm riêng thơm. Ú, nẹ stông nồng chơ. Chẳng tôi đăng. Tôi có bông chám cái thơ, ú, sầm mọi ca chờ nè. Tâu thiệt. Ê kì riêng rạp rạp thứ thả. Cha nông chơ thơ bạp lộ chơ. Chẳng tôi mơ thích. Chẳng tôi bị sọt cái bạch cùn. Vẫn tôi chốt chơi ta. Chê cái đó. Bà dân chắp vô máu dân đâu khổng sập biệt vì vậy. Mẹ chẳng tham gia khám vị thi xa ấy tế khả năng chẳng bình dô thà bà chìa tu này ca bà thể bắt đỏ trăm trữ tam mê kia này sẽ tập bật thán á ọt miên à rõm thà chẳng đố rứa có mách mà nước thầu dây mách mô rô ánh ọt ọt tù riêp à là bọt khẳng kào mô với nhé dân riêp khẳng nóng đâm bây tù về bình chẳng á. Tụ bây rụp dàng nà cà lãng, có trăm tay chía rụp. Xâm lên dàng nà cà lãng. Bạn ạ thờ bốn nâng, vì nâu tao được biết, dân rùa ạ bà lên nâng ở toàn bàn chân. Đôi mấy chế, bớt tha, riêp ạ khăn nông được khó ạ khảo. Riêp ạ khảo được khó ạ khăn nông. Đôi chân này, công bằng khom về. Cả nà vương dân mên chê tà nà bằng khom về, dân xăm xinh rong mong. Khâu tầm nào thòm chết. Chân thòm chết tầng ơ, thua tầng ơ, miên rụp mà phê bằng bay, chê tà sắc hà sạp bì. Chất mà rồi mà phê mùi rưu có phát sập bằng buồn nâng á. Bà bút ọt bán bóng cao chất nà mùi tế. Ọt bán bóng cao thô nà mùi tế. Còn tế bình nhẹ dương ở dương miên xe mà ở đây tam đàn viên tế bốn. Nó, được chứ nế. Nâu phê đáy sẽ tệ đăng tuân sẽ phê viện đài cùng buồn cao nâng rồi lột tử vinh dàng chạm rổ hà nốt. Phê xứng cứ tan tăng nông chất nâng viên chế tế tôn tư, viên chế tế tịch tư, viên chế tế thom mà đà tử. Hết ấy. Hết ấy còn tệ đăng sao. Tâu chịt ban xùm rùl chất năng can để xùrùl tâu hết ấy. Thô tặng lại cạt miên bụt bách. Chạy. Mình mên lơ khu lùn ở nà. Chị nẹ bóng cọp mình chìa tê. Nếu không sợ tập bà thân ở sốt bà ông lơ tà tu sợ tệ đấy. Chị tu xùm khăn. Nâng à. Chất cùng bông tệ tơ. Cùng bông tệ tỏa nó có đăng thảo o. Chất năng. Miên. Lẽ cả nạn từ bao cấp đời tố sẽ còn đã đăng phần năng dương số thả mua hạt đầy lâu dương địch năng tịnh còn đã đăng phần năng mấy có chất năng ai đọc sai ban hãy để bàn chất năng về chất thật ngọc từ vì pru ấy còn đã bền năng bằng vô sự tệ chỉ tu thầm mùi vấn đề rõ sự tệ cả lớn phía trên bản nhã về màu chỉ mùi đài sự hệ rễ về màu chỉ mùi đài ao tập bạn về màu chỉ mùi đài thua đại chi của sao tràn tiền núng. Vì màu chỉ mùi đại hết biết phơ phang sân bảo vệ. Phơ tu nửa tì rồi bảo vệ. Hẻ đấy biết phơ tu nửa tì phơ bạp nâng tờ. Vì lên sở lạnh bạp nâng tờ. Ở tập bạc nâng vì nhờ nhớt chỉ mùi nâng bạp nâng tờ. Vẫn đấy, mình sẽ tệ nâng đôi chỉ phá có ở đây nâng rộng bạc mà. Đấy chứ nè, khuyên ấy là ô chiên ca dù đăng bì sở phê vệ thua tam chỉ vượt và chạm tháng ngày nâng. Nếu không chỉ vượt và chạm tháng ngày nâng. Cô bông lư. Hãy có rồi luật từ. Nếu bây giờ dùng sự phê việc thua tầng ổn nâng, nhận dùng thuốc bốn lên trong bàn bốn mong. Để thuốc bốn nâu trong bàn bốn nâng, thầm thạc bê bì bò đi sạch. Nâu thủ ca score crop. Nâu trong sự đập lột tháng chô bốn bản này thuốc bàn này thì xong màn. Chô bốn bản này thuốc bàn an thì xong màn bê bì. Vì bố tì bông phót tư tu bàn không biên lời. Vì bố dân thầy dân nâng bàn bốn ấy nà tu dân. À, chất để tha trâu ban bôn này nè chất năng nẹ ban bởi chất năng việc cao thái bạc thân à chất bạc thân à sẽ luật bạc vì ở nâu bởi năng vì tâu ơ thế nhé chẳng hãy ban chia nâu bê để khơi sập hiệu viện thô nâng căn thầy chú bạc tâu chú bạc tâu chú bạc tâu chất rồi bỏ bộ cô năng lãng đó thân à chìa bệ à rò hón vì miên trầm kệ đi giá còn ta thơ ọt chọp anh ấy để chìa tu kệ đi giá nâng còn ta thơ ọt chọp vì vô đăng đầu bị ọt ban.
bọn nó lâu tôi xung đánh thua tam rung bọn nhôm thôi cả thân còn phong xua trong bàn ăn xong mà thầm thầm không biết bàn ấy thế nhôm đừng người này nấy thôi có sao đáp với mình vô nó khom thôi sổng ngóp mê nế thao ọt bàn cái mê bàn sấy đôi nhiên nhôm tôi bệnh nó mê bàn sấy khăn ọ mê rộp ta mình chắc lâu cả cron phụ viên tập chia ban ban ấy bị ăn miên ban ấy nhóm thắng ban chia bị không miên ban chia sẽ tê cả bị môn chư bị chia sẽ hợp ta mình chẳng cả à, toàn chư cầm toàn chư bị chia sẽ hợp ta ai đâu bây giờ tập chia ban cầm chặt mê rộp oh, tập bị nông luôn tới dân thảo ban chia mà thảo bị không miên ban chia thì bị oh, tập mê rộp ta giang nam mình cả bạn đại bạn thôi bị không miên ban ấy tê oh, tập cái lại ta biên ta oh, căn đã bạn đại bạn căn là ăn miên ban này bởi vô thập bát để bắt bán đào cho lòng mà như nhôm chỉ nằm nẹt đặt nằm trong mấy cái đói thua bị thi mấy cái đói khmọt chôn mấy cái đói ba rồi mấy mấy cái đói ôi ta đặt nằm nhận nhôm thả ở bàn này ở bàn này ở bàn này nữa mày này mày phải rồi vì bữa ấy trong cái đói cứ miên ta oh. Nè giờ lấy là ngay ai lực sầm nô to tít và sần phải làm toàn trâu chồng à vậy để chọn đằng à. Ông mình ấy phải thay mấy và mình ấy thế đấy nhận cho mình này.